Kính thưa Hội Thánh, sáng nay chúng ta vui mừng để thờ phượng Chúa, để kỷ niệm một biến động vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, đó là Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại. Chủ đề của chúng ta trong lễ phục sinh năm nay đó là nếu Đấng Christ không sống lại. Và chúng ta bỏ chữ nếu và chữ không, đó là sự kiện rất là quan trọng. Sứ đồ Phao-lô đã đặt vấn đề nếu và không, để ông muốn nói đến phương diện quan trọng là Đấng Christ thật sống lại. Khoa học cho chúng ta biết rằng nếu trái đất này không có mặt trời thì chúng ta thấy hậu quả như thế nào? Sẽ không tồn tại. Vì mặt trời không phải chỉ chiếu sáng mà đem đến sự sống nữa. Và người ta nói rằng nếu trái đất này mà cái tỷ lệ biển với lại đất liền không như hiện tại, nếu biển 50%, đất liền 50%, thì 50% đất liền có bao nhiêu tỷ người sống đó cũng không sống nổi vì không đủ oxy cung cấp từ biển. Biết bao nhiêu chữ nếu đặt ra muốn nhấn mạnh rằng nó không thể. Bây giờ đặt vấn đề nếu Đấng Christ không sống lại thì sao? Rất nhiều vấn đề. Cho nên sự kiện Đấng Christ sống lại nó vô cùng quan trọng, hết sức cần thiết, không thể nào không xảy ra. Ít lắm có những phương diện mà chúng ta đặt ra. Nếu Đấng Christ không sống lại thì trước nhất Đức Chúa Trời sẽ thất bại. Bởi vì Đấng Christ là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Chúa giữ phần vào sự sáng tạo muôn loài. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã có nguyên chỉ tốt đẹp từ ban đầu, trước khi có người phạm tội, trước khi có ma quỷ và bao nhiêu điều thuộc về hậu quả của nó, trong đó có sự chết. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời không đáng tin. Những lời tiên tri của Chúa phán về tất cả mọi sự, trong đó có cuộc đời Đức Chúa Giêsu, Giáng sinh, chết, sống lại, vân vân, là giả dối. Cho nên sứ đồ Phao-lô muốn đặt vấn đề nếu Đấng Christ không sống lại thì sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả, nhưng trước nhất Đức Chúa Trời cũng không phải là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời không bị phá hỏng bởi bất cứ điều gì, trong đó có tội lỗi của con người, trong đó có sự kiêu ngạo của thiên sứ trưởng và trở thành ma quỷ. Chiên con đã được giết từ buổi sáng thế để nói lên rằng dù con người có phạm tội, bất tuân thì không phá hỏng được chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời vẫn là Đấng tự hữu hằng hữu, dù bao nhiêu sự đổi thay bởi hậu quả của tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Nhân Tần Thủy Hoàng thì hầu hết mọi người cho rằng đây là một con người gian ác và cần phải bị giết. Người ta ủng hộ Kinh Kha, một tráng sĩ rất giỏi, chuẩn bị rất lâu,
được sự ủng hộ rất nhiều để giết Tần Thủy Hoàng. Nhưng ông không giết được, và Tần Thủy Hoàng đã giết Kình Kha. Cái chết của Kình Kha đó làm cho người ta rất buồn, người ta rất xúc động, người ta có cảm kích. Nhưng thật sự Kình Kha thất bại. Nếu Đấng Christ không sống lại thì biết bao nhiêu kẻ thù sẽ coi Đức Chúa Trời là gì? Không, Ngài là Đấng hằng sống. Từ ban đầu cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền ở trong Kinh Thánh vẫn xác định Chúa là Đấng hằng sống và nguồn sự sống ở trong Chúa. Tất cả mọi điều trong sự sống, từ cây cỏ đến súc vật đến con người, đều được Chúa phú cho. Mà chính mình Ngài, Đức Chúa Trời ngôi hai, không sống được, phải khuất phục trước tử thần, thì Ngài làm gì đáng để chúng ta tin? Vì vậy cho nên Chúa đã thật sự sống lại. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Chúa Giêsu kêu những kẻ chết sống lại. Chính Ngài không thể sống lại. Đó là một điều rất là mâu thuẫn, phải không? Khi Chúa Giêsu làm phép lạ, mọi người biết rằng con người bình thường không thể làm được điều đó. Không ai trừ quỷ được. Và Chúa Giêsu đã đuổi quỷ, trừ quỷ dữ. Mọi người nói rằng Giêsu này nè, lấy quyền của Chúa quỷ mà đuổi quỷ. Kinh Thánh giải thích rằng không thể nào như vậy. Nếu Chúa lấy quyền của Chúa quỷ mà đuổi quỷ thì nước của quỷ Satan sẽ bị tiêu diệt. Không, Chúa Giêsu lấy quyền của chính mình Ngài đuổi quỷ là một quyền lực để tấn công Ngài. Suốt cả thời gian dài dân Israel ở trong sự cai trị của nước Hy Lạp, và dân Israel có người được dấy lên và đuổi nước Hy Lạp ra khỏi để được chủ quyền, sau đó rơi vào tay của đế quốc La Mã, và bây giờ họ cũng nghĩ rằng sẽ tìm được người nào đó đánh đuổi quyền lực của đế quốc La Mã để họ cũng được tự do như tự do trước Hy Lạp trước đó. Và con người mà họ nhắm vào đó là Đức Chúa Giêsu. Bởi vì Giêsu tuyệt vời quá, không phải như thầy thông giáo người Pharisee. Ngài đã làm tất cả mọi việc, trong đó có quyền năng siêu nhiên, chữa bệnh tật, kêu những người chết sống lại, đi bộ trên mặt biển. Quyền năng của Ngài rõ ràng lắm, và dân sự nghĩ rằng chính Chúa Giêsu sẽ là một người làm cách mạng đánh đuổi với con La Mã, vì họ đã thống trị cả thế giới, trong đó có nước Do Thái. Nhưng Chúa Giêsu không hề làm việc đó. Ngài đến không phải để đánh đuổi đế quốc La Mã khỏi xích xiềng của La Mã, đem lại sự tự do cho dân Do Thái, mà Chúa đến để làm cho cả nhân loại thoát khỏi xích xiềng của tội lỗi và ma quỷ. Bao nhiêu người biết, thậm chí cả môn đồ của Chúa, khi Chúa Giêsu chết, họ thất vọng quá. Họ không biết chương trình của Chúa. Trong lời tiên tri, Chúa phải chết và Chúa sống lại, Chúa về trời, Chúa sẽ tái lâm như thế nào. Chứ một đời đời của Chúa cho địa đàng, dù địa đàng Adam Eva phạm tội không hưởng được, bị đuổi ra, thì thiên đàng vinh hiển đã được chuẩn bị cho tất cả những người tin nhận Ngài. Cho nên nói rằng nếu Đấng Christ không sống lại thì tất cả mọi điều Đức Chúa Trời đã phán hoàn toàn thất bại. Không, Đấng Christ thật sự đã sống lại rồi. Đây là một điều hết sức là chắc chắn. Không phải chỉ liên quan đến lời tiên tri về sự sống lại của Chúa, mà liên quan đến tất cả mọi lời tiên tri khác. Lời tiên tri được ứng nghiệm một cách hoàn toàn, đã ứng nghiệm, đang ứng nghiệm và sẽ ứng nghiệm.
Vì vậy sự kiện Đức Chúa Giêsu sống lại không phải là một điều bình thường, nhưng rất là quan trọng, khác với các tôn giáo. Thậm chí họ ca ngợi giáo chủ của họ thế này thế khác, nhưng không có một giáo chủ nào đã sống lại. Sự kiện Chúa Giêsu sống lại hết sức là quan trọng để minh chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai. Kế hoạch đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục được thực hiện, dù tử thần có mạnh sức đến đâu. Đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy điều đó. Điều thứ hai chúng ta nói ở đây, nếu Đấng Christ không sống lại thì sự chết vẫn thống trị cả nhân loại mà Chúa bó tay. Khi Chúa Giêsu nghe tin Lazarus đã chết, Chúa buồn, Chúa khóc. Ngài thể hiện tình yêu đối với bạn của mình. Ngài đang ở trong phương diện nhân tánh của Ngài. Mary, Martha, mọi người đều buồn rầu vì nói như ông Stalin, cuối cùng rồi sự chết vẫn thắng. Dù có người làm bất cứ điều gì, sự chết vẫn thắng. Nhưng chính Chúa Giêsu đã thực hiện quyền năng của Ngài, vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài kêu Lazarus sống lại, đi ra từ phần mộ, dù 4 ngày có mùi rồi. Ngài muốn làm điều đó để minh chứng rằng vượt lên trên quyền của sự chết, chính Chúa là Đấng hằng sống, và Ngài phải sống lại để bảo đảm tất cả những lời Ngài đã hứa. Sự chết sẽ thống trị nếu Chúa Giêsu không sống lại, bởi vì trong lịch sử không ai làm được điều đó. Và người ta rất mừng vui khi đóng đinh Chúa trên cây thập tự và tưởng rằng mọi việc đã xong rồi. Chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa vừa qua, chủ đề là mọi sự đã được chọn, có nghĩa là mọi sự đã hoàn tất rồi, hay là nói ngắn gọn, xong rồi. Chúa làm xong rồi công việc của Chúa đối với sự chết và tội lỗi. Chúng ta nên nhớ sự chết là hậu quả của tội lỗi, và khi Chúa đã giải quyết tội lỗi thì sự chết cũng được giải quyết, phải không? Sự chết là hậu quả của tội lỗi, và Chúa Giêsu đã giải quyết nó bằng sự chuộc tội của Ngài, gánh lấy tội ác của tất cả mọi người. Và cái chữ xong rồi đó không phải chỉ nói đến thời điểm Chúa chết trên thập tự giá, nhưng từ đó đến nay tất cả cũng được giải quyết xong bởi sự chết của Chúa. Khi huyết Chúa đổ ra thì huyết Chúa vẫn còn linh nghiệm để xóa bôi những tội lỗi của chúng ta hôm nay và ngày mai. Và trong Khải Huyền có nói rồi đây, cuộc chiến cuối cùng giữa ma quỷ thì mọi người tin Ngài sẽ thắng bởi huyết của chiên con. Thế thì cái chữ trọn vẹn, xong rồi, hoàn tất, nó hết sức là đầy đủ. Và trong Hebrew cũng như một số chỗ khác của Thánh Kinh Tân Ước nói rằng Đấng Christ chỉ chết một lần đủ cả, xong hết rồi, giải quyết hết rồi. Cho nên nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sự chết vẫn cứ khống chế trên con người. Chúa là nguồn của sự sống, ban cho mọi loài, mọi vật, cả con người có sự sống. Sự chết chỉ là hậu quả của tội lỗi khi con người quay lưng với Chúa là nguồn của sự sống thôi. Vì vậy, Chúa duy nhất mới có thể thoát khỏi tử thần. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 có nói gì? Nọc độc của sự chết nó mạnh đến mức độ nào? Làm sao thắng được? Và chính Chúa đã cất nọc độc của sự chết. Và cũng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15
Lời Chúa nói rất rõ, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Rồi đây, kẻ thù là sự chết, sẽ bị hủy diệt. Khi Chúa Giêsu lấy đại quyền đại vinh từ mây trời mà giáng xuống, Ngài làm công việc chuẩn bị cho những kẻ thuộc về Chúa ở trên trời. Rồi, những kẻ chết trong Chúa được sống lại. Đấy là điều mà lời Chúa đã nói tiên tri. Cho nên việc sự chết khống chế toàn thể nhân loại, vì nhân loại quay lưng với Chúa, vì nhân loại ở trong tội lỗi, và tội lỗi tức là không làm theo điều Chúa muốn. Tội lỗi là vượt quá điều Chúa cấm. Tội lỗi là tẻ tách con đường mà Chúa vạch ra. Cho nên sự chết đến với toàn thể nhân loại là hậu quả đó. Vì vậy Đức Chúa Giêsu đến mở cho con người một con đường mới và sống. Sự chết không có giá trị trên những người tin Chúa được sống, cứu rỗi linh hồn, rồi đây được cứu thể xác, và nhất là được cứu thoát khỏi sự chết đời đời. Đây là tất cả những điều Chúa hứa. Cho nên sứ đồ Phao-lô đặt cái vấn đề, nếu Đấng Christ không sống lại thì sẽ sụp đổ tất cả, và sự chết vẫn thống trị trên con người. Chúng ta đọc sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này. Đây là những lời biện luận rất sắc bén. Nó thuộc về biện giáo của sứ đồ Phao-lô để nói với tất cả mọi người lúc bấy giờ. Thành phố Cô-rinh-tô nằm ở trong nước Hy Lạp, và người Hy Lạp thì không tin nơi sự sống lại của con người, nhưng họ tin nơi sự sống lại của Đấng Christ, vì đó là một sự thật. Cho nên chính sứ đồ Phao-lô đặt vấn đề Đấng Christ sống lại thì mọi người cũng sống, sự chết không có quyền trên con người, vì Chúa đã giải quyết xong rồi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 25. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết. Rồi đoạn 15 câu 24-26. Trước đó chúng ta cũng thấy, đây là Kinh Thánh nói Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa. Ngài là trái đầu mùa của giấc ngủ. Chúa nhấn mạnh rằng sự chết, tử thần không còn giá trị trên chính Đức Chúa Giêsu Christ thế nào, thì cũng trên những kẻ tin vào Ngài. Vấn đề tiếp theo chúng ta đặt ra, cốt lõi trọng tâm nó nằm ở trong câu thứ 17, trong câu gốc của chúng ta. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin anh em vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vấn đề sự sống lại của Chúa nhấn mạnh đến quyền năng bất biến của Ngài. Sự sống lại của Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đến sự tiêu diệt quyền của sự chết. Và bây giờ vấn đề thứ ba chúng ta suy nghĩ ở đây, sự sống lại của Chúa Giêsu bảo đảm cho những người tin. Vì Chúa sống thì những người tin nhận Chúa cũng sẽ sống. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của những kẻ thuộc về Chúa như chúng ta là vô ích. Con bản dịch dịch rất mạnh đó nha. Nếu Đấng Christ không sống lại thì những người tin Chúa là điên rồ. Mà nhấn mạnh là cái điên rồ. Còn ở đây chúng ta nói là vô ích là còn nhẹ. Chúng ta trở thành những người điên rồ, bởi vì chúng ta tin những gì không đáng tin.
Một người đã chết không sống lại thì hứa với ai? Nhưng chắc chắn không phải là như thế. Sau khi kêu Lazarus sống lại, Maria Mathê cũng không ngờ. Bởi vì trước đó Chúa Giêsu nói rằng, rồi đây anh ngươi sẽ sống lại. Thì họ nói, chúng tôi biết anh tôi sẽ sống lại trong đời sau. Nhưng Chúa nói không. Và bắt đầu Chúa chứng minh là quyền của Chúa ngay trong lúc đó, khi Lazarus đi ra còn quấn vải liệm. Và Chúa bắt đầu phán một chân lý: ta là sự sống lại và sự sống. Vì vậy kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết. Và kẻ nào chết mà tin ta thì sẽ sống. Dừng lại ở sách Tin Lành Giăng đoạn 11 câu 25, 26 là cả một chân lý mà cả nhiều bài giảng chúng ta mới phân tách hết. Chúa nói như vậy có nghĩa gì ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 11 câu 25, 26? Ta là sự sống lại và sự sống, nghĩa là ta sống lại vì ta là có nguồn của sự sống. Sự chết chỉ là một sự chấp nhận về phương diện nhân tánh để đền tội cho những người chết, và Chúa chịu chết chứ không phải Chúa khuất phục. Vì vậy thì ngay trên thập tự giá, Chúa Giêsu còn bị cám dỗ bởi một tên trộm cướp bên cạnh Ngài. Tên trộm cướp nói gì? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì cứu ngươi đi rồi cứu chúng ta với. Chúa có quyền để cứu Ngài không? Chúa có quyền đi xuống khỏi thập tự giá không? Chắc chắn có chứ. Nhưng Chúa không làm việc đó, vì Chúa tình nguyện chịu chết sau khi cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Chúa biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Ngài không uống chén đắng. Chén đắng đó là tội lỗi của tất cả nhân loại, dẫn đến sự chết. Và Chúa gánh tội lỗi con người bởi Ngài là đấng vô tội. Và Ngài bằng lòng chịu chết để cứu con người, phải không? Vì Đức Chúa Giêsu là đấng Christ ngôi hai, không thể nào chết mà. Nhưng Ngài bằng lòng chịu chết thôi. Cho nên Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, hay là ta là nguồn của sự sống nên ta đã sống lại. Những người nào tin ta thì sẽ sống, không bao giờ chết. Còn những người chết mà tin ta thì sẽ được sống. Và chết ở đây là chết linh hồn, rồi đây sẽ chết thể xác và tiếp tục chết đời đời nơi quả ngục. Những người đó, đó tin ta sẽ được sống. Còn những người sống, đang sống tin ta đó, không hề chết, tức là được thoát khỏi sự chết đến sự sống, được biến hóa trong vinh quang, trọn vẹn hưởng thiên đàng vinh hiển với Chúa, cả linh hồn và thân thể. Rất tuyệt vời, rất đầy đủ trong lời phán của Chúa Giêsu. Và sáng hôm nay Chúa Giêsu cũng phán với tất cả chúng ta như vậy đó, vì Ngài là đấng sống. Nếu đấng Christ không sống lại thì tất cả điều đó nó hoàn toàn sụp đổ. Chính Ngài không đáng tin. Sự chết, nói như ông Stalin đó, là cuối cùng sự chết vẫn thắng và cứ thắng mãi mãi như thế. Suốt cả dòng lịch sử, bao nhiêu người đã tìm phương thuốc trường sinh bất tử nhưng nào có được. Tại sao vậy? Bởi vì sự chết là hậu quả của tội lỗi. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva trong vườn Ê-đen. Adam Eva mặc lấy sự vinh quang của Chúa. Thời gian ở trong vườn Ê-đen gọi là địa đàng đó. Sự sống thật là tốt lành đó. Tương giao với Chúa mỗi ngày đó. Chúa ban cho con người như thế mà. Nhưng tại sao sự chết đến? Vì hậu quả của tội lỗi mà thôi. Tiền công của tội lỗi là gì? Là sự chết. Chứ sự chết không phải có mặt và thắng hơn Đức Chúa Trời được. Và nó không tồn tại nếu chính những người biết mình tội lỗi và chết, tin nhận Chúa đấng sống, thì sẽ thoát khỏi cả sự phán xét và đến sự sống. Không có thì giờ để tôi lật từng câu kinh thánh có liên quan, nhưng tôi tin rằng đây là những gì đủ để giúp cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên khi bước ra khỏi nhà thờ sáng nay,
thì cái chữ nếu, chữ không đó bỏ đi thì sẽ chỉ còn Đấng Christ sống lại. Cảm ơn Chúa, bởi vì đây là điều mà chúng ta thấy rất rõ. Cái thù của Chúa cũng không bưng bít được sự thật đâu, phải không? Khi Chúa Giêsu thật sự sống lại, họ hoang mang vô cùng. Các môn đồ của Chúa cũng bất ngờ nữa. Cho nên những thầy tế lễ, những người có quyền lúc bây giờ lấy tiền đút lót cho nhiều người và đi nói dối là Đấng Christ không sống lại. Các môn đồ của họ đã đem xác của Giêsu đi đâu rồi? Chúa không có sống lại đâu. Kẻ thù cũng phải xác nhận rằng Chúa sống lại. Và có một luật sư kia không bao giờ tin Chúa sống lại. Ông tìm đủ cách, tìm đủ mọi bằng cớ để viết một quyển sách cho mọi người biết Chúa Giêsu không sống lại. Nhưng mà trong suốt cả thời gian dài tìm kiếm và quyển sách đó không được viết, nhưng lại viết một quyển sách Chúa thật đã sống lại. Bởi vì bằng chứng sự sống lại của Chúa quá rõ ràng. Nếu Chúa không sống lại, như câu gốc ở đây đó, đức tin chúng ta vô ích. Tin nơi một đấng đã chết không vượt khỏi tử thần. Và tiếp theo là gì? Những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất. Anh em còn ở trong tội lỗi. Đây là những gì mà sứ đồ Phaolô nói. Nhưng mà thật sự không phải là cuối cùng của thơ Cô Tô Thí đoạn 15 là câu nào? Câu 58 chúng ta hầu hết đều thuộc hả? Em vững vàng chớ rung động, em hầu bị Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích. Trong cách lý luận của sứ đồ Phaolô và cuối cùng kết luận bằng một câu là không vô ích. Phải vững vàng trên đức tin nơi Chúa sống lại. Anh em không vô ích trong niềm tin của mình và trong sự hầu vì Chúa đâu. Phải không? Cảm ơn Chúa, bởi vì nếu Đấng Christ không sống lại, đức tin của chúng ta vô ích lắm. Như mà tôi nói điên rồ, tin một người như thế. Và chúng ta còn ở trong tội lỗi mình. Tội lỗi đang khống chế, đang cai trị từ tất cả mọi người. Cai trị luôn cả những người đặt niềm tin nơi Chúa nữa. Tội lỗi như vi trùng có khắp mọi nơi, giết chết con người. Mà không có một phương pháp nào có thể cứu con người. Tội lỗi là như vậy, ghê gớm như vậy. Ngay cả sứ đồ Phaolô ông cũng nói rằng, tôi muốn làm điều lành nhưng điều ác cứ dính dấp theo. Tôi không muốn làm điều ác nhưng mà tôi vẫn phải làm. Bởi trong tôi có quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi. Tội lỗi cai trị chúng ta giống như xích xiềng mà chúng ta không bứt đứt được. Nhưng sứ đồ Phaolô nói, cũng ở trong đoạn thứ 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Chúa chúng ta được thắng. Nhờ Chúa Giêsu chết và sống lại, chúng ta được thắng, thoát khỏi xích xiềng của tội lỗi. Tội lỗi đang cai trị chúng ta, nhưng Chúa là vua, Ngài đang ngự trong cái lòng của chúng ta, Ngài đắc thắng. Và trong kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô, khi ông nói trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tội lỗi đã bị đóng đinh với Chúa, giải quyết hết rồi. Bây giờ tôi sống là sống trong quyền năng của Chúa Giêsu. Và hãy nói với tất cả mọi người, nói với cả ma quỷ rằng Chúa đang sống trong chúng ta. Điệp khúc của Thánh Ca 111
Nếu hỏi Đấng Christ sống ở đâu thì trả lời rằng Đấng Christ sống trong lòng này nè. Quyền năng của Chúa và duy nhất chỉ có quyền năng của Chúa đấng sống lại mới giúp chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Nó vốn đã cai trị, nhưng bây giờ nó không còn nữa nếu Đấng Christ cai trị hoàn toàn. Đấng Christ làm vua trong ai lòng của chúng ta thì không còn chỗ nào của bản ngã, của tội lỗi vân vân. Nhưng rất buồn thay là Chúa có ở trong lòng chúng ta, nhưng Ngài không trọn quyền, mà bản ngã tội lỗi nó đang cai trị trên chỗ cao nhất của tâm lòng của chúng ta. Vì vậy, nhân dịp này chúng ta có thể học lấy bài học rõ ràng. Nếu Đấng Christ không sống lại thì miễn bàn, tội lỗi vẫn tiếp tục khống chế và sự chết vẫn tiếp tục làm chủ trên muôn người. Dĩ nhiên sự chết đến với muôn vật trừ ra loài người. Bởi vì muôn vật chết là hết, đúng. Nhưng con người có sự sống của Chúa ban cho, và sự chết đó là cắt đứt mối liên hệ với nguồn sự sống là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn ban cho muôn loài vạn vật sự sống. Sự sống của loài cây cỏ, sự sống của súc vật vân vân, nhưng sự sống của con người cao hơn là được Chúa phú linh hồn bất tử cho. Cho nên loài vật chết là hết. Con người không thể nào tầm thường như con vật đâu, bởi vì trong con người có sự sống của Chúa khi Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi. Cho nên sự sống đó đã bị tuyệt giao về phần linh hồn. Chúng ta đang sống với cái hồn và cái xác thôi, chứ phần tâm linh đã bị cắt đứt. Chúa Giêsu giải quyết xong rồi, nối kết sự sống linh hồn đó cho những kẻ tin nhận Ngài. Cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm trong suốt cả những lời tiên tri về Đấng Giáng Sinh chịu khổ, chịu chết, sống lại, giải quyết mọi việc trên đất cũng như trên trời trong tương lai cho tất cả mỗi chúng ta. Anh em không còn sống trong tội lỗi nữa. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đúng. Anh em không vô ích trong đức tin và sự hầu việc Chúa. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đúng. Nhưng Đấng Christ đã sống lại. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17, 18, sứ đồ dân ngã xuống khi đối diện với Chúa, và Chúa phán rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật qua đi Ngài vẫn còn. Đấng đó phán với sứ đồ dân và cũng phán với mỗi chúng ta hôm nay: Ngài là đứng trước hết và đứng sau cùng, là đứng sống. Ngài đã chết và sống lại, cầm kìa khóa của sự chết và âm phủ. Âm phủ không có quyền để giữ những người đã tin Chúa Giêsu, vì Ngài có chìa khóa. Sự chết cũng không có quyền trên đấng sống là Đức Chúa Giêsu, vì Ngài đã cầm chìa khóa. Cảm ơn Chúa vì Ngài có chìa khóa đó, và Ngài sẽ mở cho chúng ta. Rồi đến sự phán xét sau cùng để giải quyết tất cả những việc đó. Không ai có thể thoát khỏi sự phán xét của Chúa cả. Vì theo như đã định cho loài người trong Hebrew đoạn 9 câu 27 đó, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Không ai thoát khỏi sự chết, không ai thoát khỏi sự phán xét, để rồi sẽ bị chết đời đời, trầm luôn cả linh hồn và thân thể qua ngục. Chắc chắn không ai thoát khỏi. Nhưng cảm ơn Chúa, Đấng Christ đã sống lại, và Ngài bảo đảm cho người tin nhận Chúa thoát khỏi sự phán xét để chết và hưởng được sự sống đời đời nơi Chúa sắm sẵn là thiên đàng. Nếu Chúa không sống lại thì không có bàn đến những điều đó. Tội lỗi chúng ta trong quá khứ được Chúa gánh trên thập tự giá,
Và quyết Chúa đổ ra thập tự giá có quyền để giải quyết tội của chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đó là điều mà Chúa đã phát. Chúa làm xong công việc trên đất. Và Thánh Linh, sự sống đang ở trong mỗi chúng ta. Và Chúa Giêsu đang cầu thai và chuẩn bị để tiếp rước chúng ta. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói những kẻ ngủ trong Đấng Christ, tức là không phải chết. Mà người ngủ, người chết khác nhau, phải không? Những người tin Chúa thật sự giống như ngủ thôi. Rồi Chúa kêu thức dậy, sẽ bước vào nơi phước hạnh với Chúa. Một người tin Chúa Giêsu không chết mà ngủ. Thật ra thì chúng ta sẽ chết thể xác, đó là quy định, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng thân thể này được sống lại và biến hóa trong tương lai, ở trong lời hứa của Chúa. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài thật sự đã sống lại, không hề có chữ nếu, không có chữ không đặt trước đó, vì Ngài đã sống lại thật sự. Nếu Chúa không sống lại như tôi đã phân tích, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nữa. Sự chết vẫn cai trị trên muôn loài vạn vật mà Chúa bó tay. Tội lỗi vẫn khống chế trên muôn người, dù người đó đã tin Chúa. Và đức tin của chúng ta vô ích, sự hầu với Chúa của chúng ta vô ích. Tội lỗi cai trị trong chúng ta, mà Chúa không phải cai trị vì Chúa đã chết rồi. Hãy sống vì Chúa đã sống. Đừng sống mang danh là cơ đốc nhân, Chúa của sự sống, mà chúng ta sống trong sự thất bại giống như Chúa đã chết rồi. Người Chúa giúp đỡ cho chúng ta.